Hello cháu yêu. Đây là sau 2 năm cuối cùng thì em và anh cũng có thể nắm tay nhau và chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai mà chúng mình đã sắp xếp. Thì em hy vọng là sau này khi mà chúng mình ở chung nhà với nhau thì sẽ vẫn luôn như bây giờ, anh vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng em, cũng như em vẫn luôn đồng hành cùng anh trên sự nghiệp của anh. Thì cảm ơn anh vì tất cả, vì đã chịu đựng con người của em, dù em biết là đôi lúc em rất là hư, nhưng mà anh vẫn luôn kiên trì và kiên nhẫn với em. Không biết nói gì hơn, chỉ biết là em chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, và tạ ơn Chúa vì hôm nay điều đó sẽ thành hiện thực. Bốn năm yêu nhau thì em với anh là hết 3 năm yêu xa rồi. Đi với nhau từ lúc mà hai đứa cũng không có gì trong tay cho tới bây giờ thì em không biết nói sao nữa, chỉ biết là cảm ơn anh vì anh đã luôn cố gắng vì em. Những lần mà đi ra sân bay đón anh đó, không phải là em mít ước đâu, mà thật sự là cái cảm giác đó rất là xúc động với em. Em hy vọng là năm sau thì chúng mình sẽ không còn cảnh đó nữa. Em với anh có thể bắt đầu ở cùng nhau và xây dựng tương lai của nhau. Anh biết là tụi mình yêu xa một thời gian rất lâu, cho nên là đương nhiên chúng ta sẽ có những lúc rất khó khăn và thử thách. Cũng giống như nhiều lúc ngày kỷ niệm sinh nhật anh hay sinh nhật em, anh không thể ở bên em hay em không thể ở bên anh, thì chúng ta chỉ có thể gọi điện FaceTime cho nhau hàng ngày và chỉ san sẻ những khó khăn và đôi khi là cùng khóc với nhau, cùng cười với nhau. Và những thứ mà chúng ta có thể làm được cho nhau là cảm xúc và những món quà gửi đến nhau từ từ xa thôi. Đó là những gì mà anh nghĩ là chúng ta khó khăn nhất. Oh, I love to leave it at that. They're under the bright lights. Oh, can you believe it? If only you could see it in my mind. I leave it behind. Ooh, ooh, I need you all. Xin lỗi ba mẹ vì cái bản tính của con vẫn đang cố gắng khắc phục. Có những thứ mà người lớn người ta phải làm nhưng mà con không có hiểu. Thì lúc mà hôm qua con thấy ba thì 1-2 giờ sáng ba vẫn chưa ngủ, ba vẫn mở YouTube lên và học cách để làm sao ăn nói để người ta tôn trọng mình. Thì còn mẹ thì 2-3 giờ sáng mẹ cũng không ngủ được. Cảm ơn ba mẹ. Mặc dù thì sau này con không có ở cái cạnh ba mẹ nữa, nhưng mà con hứa là con sẽ cố gắng làm việc
cố gắng chăm chỉ để thực hiện những ước mơ của ba mẹ. Con thương ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ vì ba mẹ đã luôn giúp đỡ để chúng con có được ngày hôm nay. Sau này thì con sẽ cố gắng để trở thành một người con dâu ngoan của ba mẹ. Con sẽ cố gắng chỉnh sửa những tật xấu của con. Con sẽ cố gắng sống hòa đồng và hạnh phúc với gia đình mình hơn. Con hy vọng là sau này con có thể xin cháu cho ba mẹ. Và con mong là Chúa sẽ luôn đồng hành cùng gia đình mình và chúc phúc cho mọi dự định của chúng ta. Con xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ và bố mẹ vợ đã luôn đồng hành và cầu nguyện cho chúng con trong lúc chúng con ở xa nhau và luôn dành những lời động viên an ủi cho chúng con trong cái quá trình thật sự thử thách này.
cảm ơn anh vì luôn ở cạnh em như một người tri kỷ, người luôn hiểu và thương, khoan dung và chấp nhận được con người thật của em. Ngay tại giây phút này thì em xin hứa sẽ luôn yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Em yêu anh nhiều lắm. Thì hiện tại thì em đã đang sống rất là hạnh phúc với anh rồi. Em chỉ muốn là gia đình mình sau này thì có thể ổn định hơn về sự nghiệp. Em có thể sau khi qua Mỹ thì em có thể kiếm được việc, và cũng như là hai đứa mình sẽ có con. Em thì em thích có một gái một trai cho vui nhưng mà và cái đó là ý Chúa. Em chỉ muốn đơn giản vậy thôi, và hy vọng là Chúa sẽ đồng hành cùng những ước muốn của em. Lưu Nguyễn Ý Nhi, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Anh
anh André Vũ Lạc, huyện Chính Danh. Xin những chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhìn nhà là con all I need. Oh, I got it.
coming close. Light up like neon, caught in your afterglow. Regular new song, sing it back in your echo. Flame.